Chào các bạn học sinh lớp 9, thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị ôn thi vào lớp 10. Ở trên các màn hình các bạn nhìn thấy đây là nội dung của 4 câu mà cô sẽ hướng dẫn các bạn vào video hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào giữa câu số 1. Trên một khúc sông với hai bờ song song với nhau, có một chiếc đò dự định trèo qua sông ở vị trí từ A ở bên bờ này sang vị trí bờ B bên kia, thì đường thẳng AB vuông góc với các bờ sông. Do bị dòng nước đẩy nên chiếc đò đã cập bến bên kia tại vị trí C, cách B một khoảng bằng 30 mét. Vít khúc sông rộng 15 mét, hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc với số đo bằng bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến giây. Chúng ta có hình vẽ. Vị trí A từ bờ bên này đến vị trí B từ bờ bên kia. Khúc sông rộng 150 mét, có nghĩa là đoạn AB chúng ta bằng 150 mét. Và khi bị lệch, lệch với vị trí đến C, thì khoảng cách từ B C là 30 mét. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc bằng bao nhiêu? Tam giác ABC vuông tại B thì chúng ta có công thức là tan của góc ACB bằng AB chia BC. Đối chia kề chính là bằng 150 chia cho BC là 30 thì bằng 5. Và chúng ta bấm góc ACB chính là shift tan của 5. Các bạn lấy máy tính bấm shift tan của 5 thì được 78 độ 41 phút 24 giây. Vậy dòng nước đã bị đẩy lệch một góc là 11 độ 18 phút 36 giây. Hoàn toàn chúng ta có thể làm bằng cách khác, đó là cái góc chúng ta cần tìm là cái góc ABC thì dùng hệ thức lượng trong tam giác ABC với cái góc cần tìm đó chính là góc BAC thì chúng ta cũng tìm được ngay cái góc là 11 độ 18 phút 36 giây mà không cần thông qua bước trung gian này. Rồi, tiếp tục chúng ta sang câu số 2. Một bức tượng cao 1,6 mét được đặt trên một cái bệ tại một điểm A trên mặt đất. Bạn Hào nhìn thấy nóc của bức tượng và nóc của bệ với các góc nâng lần lượt là 60 độ và 45 độ. Tính chiều cao của cái bệ. Chúng ta có hình vẽ này. Bức tượng đó chính là bức tượng CD có độ cao là 1,6 mét đặt trên một cái bệ, đó chính là bệ CB. Một bạn Hào ở vị trí A nhìn lần lượt với các góc nâng
ở hai vị trí C và D. C và D. Tức là nhìn thấy nóc của bức tượng và nhìn thấy nóc của cái bệ. Đây, nóc của bức tượng ở vị trí D, còn nóc của cái bệ là vị trí C, lần lượt góc 60 độ và 45 độ. Thì chúng ta phải biết được góc BAC bé hơn góc BAD, cho nên góc 60 độ phải là góc BAD, còn 45 độ là góc BAC. Đầu tiên chúng ta xét tam giác vuông ABD. ABD. Và trước khi làm thì cô đã đặt đoạn CB này bằng H cho nó dễ làm trong bài toán nào. Ta có AB bằng BD chia cho tan của góc DAB, tức là BD thì bằng DC cộng với CB là 1,6 cộng với H, còn tan của góc DAB chính là góc 60 độ, đặt đây là 1. Tương tự cho tam giác ABC, dùng tam giác ABC có AB bằng BC chia cho tan của góc đối là tan của 45 độ, H chia tan 45 độ, từ 1 và 2, kết quả 1, 2 đều bằng với đoạn AB, cho nên cô cho hai biểu thức này bằng nhau. Hai biểu thức này bằng nhau. Thì phương trình trở thành là phương trình ẩn H, thì chúng ta bấm ra được H bằng xấp xỉ là 2,2 mét. H này chính là độ dài của đoạn BC. Vậy thì đây là chính là chiều cao của cái bệ là 2,2 mét. Rồi, chúng ta xong câu số 2. Câu số 3. Từ một đài quan sát cao 15 mét. Đài quan sát cao 15 mét. Này. Vậy là độ dài của AB này bằng 15 mét. Tính từ mực nước biển, bạn An, đây là bạn An, bạn An này có thể nhìn thấy được hai chiếc thuyền ở vị trí C và D với một góc hạ là 40 độ và 10 độ so với phương ngang. So với phương ngang, góc hạ so với phương ngang. Vậy chúng ta biết được là góc nào là 10 độ, góc nào là 40 độ không? Đó là góc ADB và góc ACB. Góc nào 10 độ, góc nào 40 độ? Đây chính là góc 40 độ, còn đây chính là góc 10 độ. Có cần phải giải thích điều này không các bạn? Bạn nào cần giải thích thì comment cho cô ở dưới video nhé. Hãy tính khoảng cách giữa hai chiếc thuyền làm tròn đến hàng đơn vị. Ở cái điều kiện lý tưởng mà đề bài cho đó là vị trí của hai chiếc thuyền và vị trí đài quan sát là thẳng hàng. Là 3 điểm ADC này thẳng hàng. Chúng ta có góc ACB, ACB theo phương ngang thì ACB bằng 10 độ, chính là bằng với góc CBX là góc góc hạ theo phương ngang. Góc hạ theo phương ngang đấy là XBC và XBD. Thì hai góc này ở vị trí sau lê trong, nên cô xem như nó chính là góc ACB và góc ADB. Tương tự thì chúng ta có góc ADB bằng 40 độ. Xét tam giác ABC vuông tại A. Tam giác ABC vuông tại A có AC bằng AB
nhân với cotang của góc C, tức là bằng 15 nhân với cotang của 10. Bấm máy tính chúng ta được xấp xỉ là 85 mét. Tương tự trong tam giác vuông ABD, ABD có AB bằng 15, có góc D bằng 40 độ, thì chúng ta có AD bằng AB nhân với cotang của góc D chính là bằng 15 nhân với cotang của 40 độ, thì nó xấp xỉ là 18 mét. Chúng ta tính được khoảng cách AC là 85 mét, DA là 18 mét. Vậy thì khoảng cách cần tìm giữa hai chiếc thuyền là CD chính là bằng AC trừ DAD là 85 trừ đi 18 là xấp xỉ 67 mét, làm tròn đến hàng đơn vị 67 mét. Vậy là chúng ta xong bài số 3. Tiếp tục bài số 4. Một cái tháp được dựng bên bờ một con sông từ một điểm đối diện với đỉnh với tháp ngay bên bờ bên kia. Người ta nhìn thấy đỉnh tháp với góc nâng là 60 độ. Từ một điểm khác cách điểm ban đầu 20 mét. Người ta nhìn thấy đỉnh tháp một góc nâng 30 độ. Có nghĩa là nó phải đi xa hơn cái tháp. Còn nếu như góc nâng mà lớn hơn 60 độ thì tiến lại gần cái tháp. Người ta cũng nhìn thấy một đỉnh tháp với góc nâng 30 độ. Tính chiều cao của tháp và bề rộng của sông. Ở bên kia bờ sông có nghĩa là đoạn CB là bề rộng của sông. Chiều cao của tháp chính là đoạn AB. Đây là hai yếu tố chúng ta cần tìm nên cần phải đặt. Gọi chiều cao của tháp là H, đây là AB bằng H. Vậy chúng ta có tam giác ABC vuông tại B có AB bằng BC nhân với tan 60 độ. Tức là AB thì bằng H bằng BC nhân với tan 60 độ. Tam giác ABD có AB bằng BD nhân với tan của 30 độ. Thì suy ra được là H bằng BD này cô thay đó chính là bằng BC cộng với 20. Khi người đó đi cách xa vị trí C là 20 mét. Rồi có là BC cộng 20 nhân với tan 30 độ. Từ hai cái phương trình 1 và 2 này đều có chung đó là bằng H bằng H. Cho nên là hai biểu thức này bằng nhau. Suy ra được là BC nhân tan 60 sẽ bằng BC cộng 20 nhân tan 30. Và phương trình mới này là phương trình mà chúng ta chỉ còn một yếu tố chưa biết, đó chính là yếu tố BC. Thì chúng ta có thể bấm shift soi tìm được BC. BC bằng 10 mét. Khi có được BC bằng 10 mét thì chúng ta có thể thế vào 1 và 2 để đi tìm H. Nhưng thường thì chúng ta thế vào một đơn giản hơn biểu thức của hai. Nên thế vào đây chúng ta có là 10 nhân với tan 60 thì chúng ta được là 10 căn 3. Chỗ này có thiếu đơn vị nha các bạn. Mét. Thì 10 căn 3 bấm xấp xỉ là nó là 17,32 mét. Kết luận là vậy, chiều cao của tòa nhà là 17,32 mét. Còn bề rộng của con sông chính là đoạn BC là bằng 10 mét, tìm được ở phía trên. Đây, 10 mét. Để hỏi gì chúng ta phải trả lời hết, kết luận hết các yếu tố. Để hỏi chiều cao của tháp và bề rộng của sông, cho nên chúng ta phải kết luận cả hai yếu tố. Để không bị trừ điểm vặt. Các bạn phải thật sự cố gắng, bởi vì trong đề thi thì cứ mỗi 0,25 điểm khi nhân điểm thực chúng ta có toán hệ số 2, có nghĩa là chúng ta được cộng thêm 0,5 điểm. Cho nên bất cứ chỗ nào có 0,25 điểm chúng ta đều phải cố gắng lấy bằng hết để không bỏ lỡ cái cơ hội thi tuyển sinh vào lớp 10 theo đề.
đạt được cái nguyện vọng một mà chúng ta đặt ra. Rồi, xin chào các bạn và hẹn ở video tiếp theo.